Tất cả mọi người, chào mọi người nha. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời nên mình sẽ tô một sản phẩm đẹp nhất để cho mọi người xem. Và các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi thôi vào thôi. Đây là người chơi. Bây giờ sẽ đi vào chi tiết tông màu như vậy. Lúc sáng nó vừa mới tiêm thế là sau giờ sợ bị ứng thì mới chơi chứ. Ừ, là mới chơi đây. Cảm xin làm nó sao có chút kiên nhẫn này, nó gọi kiên nhẫn này. Hôm qua đội hình là siêu khủng bố. Thánh này khôn lắm. Anh em mẹ đi đi chơi một chó đi. Khôn nặng ở nhà chơi đi ở đây ra đi một chó thì để chơi cái này. Chú em mà đi thế này em phải đi thôi. Đi vì hôm nay con nghỉ. Giờ mình lấy một mặt cầu. Có phải đi được không? Ai nghỉ mẹ luôn ở nhà ngu. Ngu cái chiều nó đi lên. Ít thằng này. Chân thiện nhẫn pháp nhìn đại đi pháp là niệm hồn pháp luôn đại pháp pháp luôn đại pháp pháp luôn cầu luôn tu luyện nâng cao cả tâm lẫn thân. Pháp luôn cầu ra rồi. Hãy
Như vậy video mình đã kết thúc nha mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người nha. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, nên mình sẽ tô một sản phẩm đẹp nhất để cho mọi người xem. Và các bạn thứ hai, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi thưa màu thôi. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu rồi nhé. Cào chết chỗ này. Nhé các bạn ơi. Vào trận đi, chơi game đi. Gãy lưng. Nhiều máy thi nhỉ. Con nào bắn ngay một con về. Mày cứ thử bắn đi. Con bắn ngay một con về rồi dừng. Ồ ra anh hai máy nhỉ. Mày rảnh mày cầm hết đi. Thôi, em không cầm hết được. Cầm hết dễ như không. Không rảnh, em chỉ được 3 máy thôi. Thế mà mình vẫn treo được. Dễ thế này. Mày bốc phét. Yeah, là một thằng phát triển là nhanh chân nhưng mà không nhẹ tay. Mẹ chân nhanh, ở đấy mà chân nhanh. Toàn đi báo. Báo làm báo xong chạy nhanh. Tay đi báo không? Đi báo mất tay. Dễ như không mà cứ nó có khó quá đâu. Dễ em cảm cháo cháo nhút đâu mà không chui đây nhút phát được ngay. Tình tinh, tình tinh. Ô, xa bên kia có con gấu túc. Sao kỳ này. Gấu trúc là cái gì? Panda. Bụng kỳ yếu thế, không có skin. Panda hay panda? À, Zuka. Trần Đình Zuka. Cái này có kết nối được không? Hỏng rồi. Em thử xem. Anh công an trong nhà không? Để em về. Anh công an không? Để em về. Anh công an không? Để em về. Em hỏi anh. Hỏi em về. À, biết. Chả biết em gì. Mang bì chúng ta chỉ ta nghe thôi, chả ai nghe được. Em muốn anh. Có cái này. Giống anh mới thăm bên anh. Cái này không mượn được. Anh thích nghe một bên mà. Em mượn em nghe một bên. Anh chỉ nghĩ giờ anh có đi xe không? À quên, anh lúc đi xe bao giờ? Cái gì? Anh đi xe thì em sẽ mượn cái xe của anh em lấy tên nghe. Mà trong nhà có dây. Không nghe dùng chưa bằng nhà. Tay có dây cũng nghe ổn. Mô tưởng nó có dây. Tay nghe có dây đéo phải kết nối. Cái này phải kết nối. Có dây chỉ được cắm hàng. Cái này có cái nào nhiều pin nhất? Cái này nhiều pin nhất, rút. Hãy
Vậy